Hi there. Welcome back to our channel. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của thầy An. Today we're going to study lesson 3, Unit 2 Entertainment and Leisure. Student book Alan Smiley, Grade 10. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ đi vào bài 3 của Unit 2 chủ đề Entertainment and Leisure của sách tiếng Anh lớp 10 Alan Smiley. Okay? In this lesson, we're going to study how to talk about intruding hobbies. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học cách để nói về những cái sở thích thú vị. And the second one, we're going to study how to write a blog post about your hobby. Và điểm thứ hai là chúng ta sẽ học cách để viết một cái bài nhật ký được đăng tải lên website. Chúng ta sẽ đọc một cái bài nhật ký được đăng tải lên trang web về sở thích của bạn. And in writing skill, using conjunction to connect an event to a point in time. Và trong phần kỹ năng viết, chúng ta sẽ sử dụng liên từ nói để nói một sự kiện với một thời điểm. Okay, now are you ready? Let's start. Okay, now first thing first, we have some new words. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi sơ qua một số từ vựng của bài học ngày hôm nay. Alright, promised, hứa, refused, động từ từ chối, khước từ, offer, động từ đề nghị, giúp đỡ ai đó, decide, động từ quyết định, agree, động từ đồng ý, arrange, động từ sắp xếp, thu xếp. Ok, detect, động từ dò ra, tìm ra. Metal detector là gì? Máy dò kim loại. Treasure, danh từ, châu báu, kho báu. Apart from, ngoài ra, trừ ra. Shovel, cái sẵn. Battle, danh từ trận đấu, động từ chiến đấu. Ok, good job. Ok, now the first one, let's talk. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, let's talk. Alright, in pairs, what do you do in your free time? Do you have any hobbies? Trong phần này chúng ta sẽ làm việc theo nhóm. Chúng ta làm gì vào thời gian rảnh? Bạn có sở thích nào không? Okay, so what do you do in your free time? Like, I like read book, I listen to music, I go swimming, I go fishing, etc. Okay. Tôi thường nghỉ đọc sách nè, nghe anh, tôi thường nghe nhạc, tôi thường đi bơi, đi câu cá vào thời gian rảnh. Alright, do you have any hobbies? Thế bạn có những sở thích nào? I like cooking, I like listening to music, I like collecting football stamp, etc. Ok, vân vân. Alright, and how about you? What do you do in your free time? Do you have any hobbies? Alright, share your idea to the whole class. Bạn có thể chia sẻ ý kiến của mình với cả lớp nhé. Or you can share your idea by leave your comment below. Các bạn có thể chia sẻ ý kiến của mình bằng cách để lại bình luận bên dưới. Alright, good job. Now let's move on to the next one. Listening. Now, the second one is listening. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần listening. A. Listen to two teenagers talking about their hobbies. What kind of talk is it? Chúng ta sẽ nghe hai bạn thanh thiếu niên nói về sở thích của họ. Và chúng ta xem đây là cuộc nói chuyện gì? One. A presentation. Đây là một cái buổi thuyết trình. Two. An interview. Đây là một cái cuộc phỏng vấn. Ok. Now B. Listen and circle A or B. Trong phần B, chúng ta sẽ nghe và khoanh tròn đáp án đúng A hay là B. Alright, now question number one. What is their hobby? Sở thích của họ là gì? A. Building robots. Chế tạo người máy. B. Buying robots. Mua người máy. Question number two. Why do they like their hobby? Tại sao họ thích sở thích đó? Alright. A. They love science. Họ thích khoa học. B. They love fighting. Họ thích chiến đấu. Alright. Now question number three. How much money do they spend on their hobby?
và họ đã chi bao nhiêu tiền cho sở thích của họ. Alright, A, $200 a month, $200 một tháng. B, $20 a month, $20 một tháng. Okay, now question number four. How much time do they spend on their hobbies? Và họ dành bao nhiêu thời gian cho sở thích của họ? A, 3 hours a week, 3 giờ một tuần. B, 10 hours a week, 10 giờ một tuần. Alright, now question number 5. What's the bad thing about their hobby? Cái điều tuyệt vời nhất về sở thích của họ đó là gì? A, the robot battles, trận đấu của robot, những cái trận đấu của robot hay người máy. Alright, B, the traveling, du lịch. Okay, so which one is the correct answer? Okay, which one is the bad answer? Now listen and tell me what kind of talk is this, and circle the correct answer for 5 questions below. Okay, ready? Listen together. Listen to two teenagers talking about their hobby. What kind of talk is it? What's up, everybody? I'm here at Robot Battle Zone, and I'm talking to Emma and Sarah. Hello! Hi, it's great talking to you. Can you tell the listeners about your hobby? Sure, we build robots and enter them in robot battles. That's awesome. How did you get interested in robots? Well, we both really love making things. We love science, too. Does it cost you a lot of money? Robot building must be pretty expensive for students. I'm not so sure about that. I only spend about $20 a month. Yeah, I don't think it's more expensive than a lot of other hobbies. Do you spend a lot of your free time building robots? We go to the club 3 times a week and at the weekends, too. I guess maybe 10 hours a week. What do you like best about your hobby? Oh, the robot battles are the best. They're really exciting. Yes, it's definitely the battles. Actually, we have a battle starting in about 5 minutes. Well, I'm looking forward to watching it. Thank you so much for talking to me, and good luck. Thanks. Okay, so what kind of talk is this? Đây là cái cuộc nói chuyện gì? A presentation, là một cái buổi thuyết trình, or an interview, hay là một cái cuộc phỏng vấn? An interview. Okay, an interview. Okay, so why? Okay, because you hear, in this talk, there are 3 person, interviewer, and Emma and Sarah. Right? Như vậy trong bài này chúng ta có nghe là 3 người nói chuyện với nhau, một người phỏng vấn và 2 người trả lời. So this is an interview, not a presentation. Như vậy đây là một cuộc phỏng vấn chứ không phải là một bài thuyết trình. Okay, good job everyone. Now let's listen again and circle the correct answers. A or B? For 5 questions below. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại một lần nữa và chọn đáp án đúng A hay là B cho 5 câu hỏi bên dưới nhé. Now listen again. Listen to two teenagers talking about their hobby. What kind of talk is it? What's up, everybody? I'm here at Robot Battle Zone and I'm talking to Emma and Sarah. Hello! Hi, it's great talking to you. Can you tell the listeners about your hobby? Sure, we build robots and enter them in robot battles. That's awesome. How did you get interested in robots? Well, we both really love making things. We love science, too. Does it cost you a lot of money? Robot building must be pretty expensive for students. I'm not so sure about that. I only spend about $20 a month.
Yeah, I don't think it's more expensive than a lot of other hobbies. Do you spend a lot of your free time building robots? We go to the club 3 times a week and at the weekends too. I guess maybe 10 hours a week. What do you like best about your hobby? Oh, the robot battles are the best. They're really exciting. Yes, it's definitely the battles. Actually, we have a battle starting in about 5 minutes. Well, I'm looking forward to watching it. Thank you so much for talking to me, and good luck. Thanks. Okay, so question number one, what is their hobbies? Như vậy, sở thích của họ là gì? Building robots. Đó là chế tạo những người máy. Okay, so where the key? Let's see. Interviewer, người phỏng vấn có hỏi gì? Can you tell the listener about your hobby? Bạn có thể nói cho người nghe về sở thích của bạn không? Emma, sure, we build robots and enter them in robot battles. Chắc chắn rồi, chúng tôi chế tạo người máy và đưa chúng vào những cái cuộc đấu người máy. Alright, good work. Now, question number two, why do they like their hobby? Tại sao họ thích cái sở thích đó? Why? They love science? So where are they? Interviewer, người phỏng vấn có nói gì? That's awesome. How did you get interested in robots? Thật là tuyệt vời. Thế bạn tìm thấy niềm vui về người máy, về robot như thế nào? Emma, well, we both really love making things. We love science too. À, cả hai chúng tôi đều thích tạo ra mọi thứ. Chúng tôi thích, chúng tôi yêu khoa học nữa. We love science. Okay? So, we love science. Now, number three. How much money do they spend on their hobby? Và họ chi bao nhiêu tiền cho sở thích của họ? $20 a month. $20 một tháng. So, where the key? Interviewer. Người phỏng vấn có hỏi gì? Does it cost you a lot of money? Nó mất bạn nhiều tiền không? Robot building must be pretty expensive for students. Chế tạo những người máy ác hẳn là sẽ khá là đắt cho sinh viên. Emma, I'm not so sure about that. I only spend about $20 a month. Bạn Emma nói gì? À, tôi không chắc về điều đó. Tôi chỉ chi khoảng $20 một tháng. Okay, so B is the correct answer. Now number four, how much time do they spend on their hobby? Và họ dành bao nhiêu thời gian cho sở thích của họ? 10 hours a week, 10 tiếng một tuần. Interviewers, người phỏng vấn có hỏi gì? Do you spend a lot of your free time building robots? Bạn dành nhiều thời gian rỗi để chế tạo người máy? Emma, we go to the club 3 times a week. We go to the club 3 times a week and on the weekends too. I guess maybe 10 hours a week. Bạn Emma nói gì? Chúng tôi đi đến câu lạc bộ 3 lần một tuần và mỗi cuối tuần nữa. Tôi đoán có thể là 10 giờ một tuần. So 10 hours a week. Như vậy là 10 giờ một tuần. Okay. Number 5. What's the best thing about their hobbies? Và cái điều tuyệt vời nhất về sở thích của họ là gì? The robot battles. Right? The robot battles. The robot battles. Là những trận đấu, những trận chiến robot. So where are the key? Interviewer. What do you like best about your hobby? Bạn thích nhất điều gì về sở thích của bạn? Emma, oh, the robot battles are the best. They are really exciting. Đó là những trận đấu robot là điều tuyệt vời nhất. Chúng thật sự là thú vị. Sarah, yeah, it's definitely the battles. Actually, we had a battle starting in about 5 minutes. Chính xác là những trận đấu. Thật ra thì chúng tôi có một trận đấu bắt đầu trong vòng 5 phút nữa. Okay, good job. So, A, the robot battles is the correct answer. Okay, good job.
Have you got all right answers? Good job. Now let's see the audio clip, listen again and double check the answer again with me. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại nội dung bài nói nghe là một lần nữa và kiểm tra lại đáp án cùng với cô nhé. Okay, listen again. Listen to two teenagers talking about their hobby. What kind of talk is it? What's up, everybody? I'm here at Robot Battle Zone, and I'm talking to Emma and Sarah. Hello! Hi, it's great talking to you. Can you tell the listeners about your hobby? Sure, we build robots and enter them in robot battles. That's awesome. How did you get interested in robots? Well, we both really love making things. We love science, too. Does it cost you a lot of money? Robot building must be pretty expensive for students. I'm not so sure about that. I only spend about $20 a month. Yeah, I don't think it's more expensive than a lot of other hobbies. Do you spend a lot of your free time building robots? We go to the club 3 times a week and at the weekends too. I guess maybe 10 hours a week. What do you like best about your hobby? Oh, the robot battles are the best. They're really exciting. Yes, it's definitely the battles. Actually, we have a battle starting in about 5 minutes. Well, I'm looking forward to watching it. Thank you so much for talking to me, and good luck. Thanks. Okay, good job everyone. Now let's move on to the next part. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua phần tiếp theo nhé. Now the next part is reading. I read the blog post into the best heading. Trong phần này chúng ta sẽ đọc một cái bài nhật ký từ bạn Jamie Baker và chọn ra tiêu đề phù hợp nhất cho cái bài nhật ký này. Number 1, Fighting History. Number 2, Weekend Fun. Okay, which one is the best heading? Alright, now listen together. Metal detecting is a great hobby for people interested in history. I first tried it after I got a metal detector for my 10th birthday. I saved up my money and bought a new one last year. Now that I have my own one, I go metal detecting every weekend. I usually go with my friend Adam. It's more fun to go with someone else because you have someone to talk to. It can take hours before you find something. Last Sunday, after I spent the whole day looking, I only found an old bottle top. So you don't always find treasure. People think it's an expensive hobby, but I don't think so. The last metal detector I bought cost me $200. But apart from that, you only need a cheap shovel and lots of time. Some of my friends think it's boring, but I disagree. The noise your metal detector makes when it finds something is really exciting. There's so much history under the ground. Last summer, Adam and I found a really old gold coin. It was over 1,000 years old. It's in the Oregon History Museum now. That was pretty amazing. So which one is the best heading? Number 1, Fighting History. Tìm hiểu lịch sử. Number 2, Weekend Fun. Cuối tuần vui vẻ. So which one is the best heading? Weekend Fun. Okay, Weekend Fun. I think Weekend Fun is the best heading. So why? Trong bài có nói gì? Metal detecting is a great hobby for people interested in history. And trong bài có nói gì? Việc dò kim loại là một sở thích tuyệt vời cho những ai quan tâm về lịch sử. Okay. And what else? I go metal detecting every weekend. I usually go with my friend Adam. It's more fun to go with someone else. Because you had someone to talk to. Trong bài có nói gì? Tôi đi dò kim loại mỗi cuối tuần. Tôi thường đi với bạn của tôi tên là Adam. Sẽ vui hơn nếu mà bạn đi với ai đó khác bởi vì là bạn có người nói chuyện. Okay, so I think we can fun. Okay, we can fun. So let's check. We can fun. Cuối tuần vui vẻ. Okay. Alright. Good job, everyone. Now,
Let's translate again together. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc và dịch sơ qua cái bài nhật ký của bạn Jamie Baker. Alright? January 15, ngày 15 tháng 1. Matori typing is a great hobby for people interested in history. Dò kim loại là một sở thích tuyệt vời cho những ai quan tâm về lịch sử. Dò kim loại là một sở thích tuyệt vời cho những ai quan tâm đến lịch sử. I first tried it after I got a metal detector for 10th birthday. Lần đầu tiên tôi thử sau khi tôi có cái máy dò kim loại vào lần sinh nhật thứ 10. I saved up my money and bought a new one last year. Tôi đã tiết kiệm tiền và mua một cái mới vào năm ngoái. Now that I have my own one, I go metal detecting every weekend. Và giờ thì tôi đã có một cái sở hữu riêng. Tôi đi dò kim loại vào mỗi cuối tuần. I usually go with my friend Adam. Tôi thường đi với bạn của tôi tên là Adam. It's more fun to go with someone else because you have someone to talk to. Sẽ vui hơn nếu mà bạn đi với một ai đó bởi vì bạn có người nói chuyện. It can take hours before you find something. Nó có thể mất hàng giờ trước khi bạn tìm ra cái gì đó. Last Sunday, after I spent the whole day looking, I only found an old bottle top. Và chủ nhật tuần trước, sau khi dành cả ngày tìm kiếm, tôi chỉ tìm thấy một cái nắp chai cũ. So you don't always find treasure. Vì thế không phải lúc nào bạn cũng tìm thấy kho báu. Alright? People think it's an expensive hobby, but I don't think so. Mọi người nghĩ đây là một sở thích đắt tiền, nhưng mà tôi không nghĩ thế. The last metal detector I bought cost me $200. Cái máy dò kim loại gần đây nhất mà tôi mua chỉ mất $200. But apart from that, I only need a cheap shovel and lots of time. Ngoài điều đó ra thì tôi chỉ cần một cái sẵn rẻ tiền và nhiều thời gian. Some of my friends think it's boring, but I disagree. Một số người bạn của tôi nghĩ nó thì thật là nhàm chán, nhưng mà tôi không đồng ý thế. The noise your metal detector makes when it finds something really exciting. Cái tiếng ồn mà máy dò kim loại của bạn tạo ra khi nó tìm thấy một cái gì đó thì thật là thú vị. There's so much history under the ground. Có quá nhiều lịch sử dưới lòng đất. Last summer, Adam and I found a really old gold coin. Và mùa hè năm ngoái, Adam và tôi đã tìm thấy một đồng xu vàng rất là cũ. It was over 1,000 years old. Nó trên 1.000 năm tuổi. It's in the Oregon History Museum now. Bây giờ thì nó ở trong cái viện bảo tàng lịch sử Oregon. It was pretty amazing. Nó thật là điều đó khá là tuyệt vời. Okay, điều đó khá là tuyệt vời. Alright, good job. Now let's move on to the next one. Now we read and answer the question. Trong phần này chúng ta sẽ đọc và trả lời câu hỏi. Okay. Now question number one. What kind of people would enjoy metal detecting? Như vậy, những người như thế nào sẽ thích đi dò kim loại? Oh. Let's see. Metal detecting is a great hobby for people interested in history. Việc dò kim loại là một sở thích tuyệt vời cho những ai quan tâm về lịch sử. Okay, như vậy, những ai quan tâm về lịch sử thì sẽ thích đi dò kim loại. Alright, good job. Now, question number two. How often does Jamie go metal detecting? Jamie đi dò kim loại bao lâu một tuần? Jamie đi dò kim loại bao lâu một lần? How often? Every weekend, right? Now that I have my own one, I go metal detecting every weekend. Giờ thì tôi đã sở hữu riêng một cái máy dò kim loại. Tôi đi dò kim loại vào mỗi cuối tuần, every weekend. Okay, good job. Now question number three. What's the most expensive part of Jamie Harvey?
cái bộ phận đắt tiền nhất trong sở thích của Jamie là gì? Metal detector, right? Là cái máy dò kim loại, right? The metal detector, right? The last metal detector I bought cost me $200. But apart from that, you only need a cheap shovel and lots of time. Cái máy dò kim loại gần đây nhất mà tôi đã mua tốn $200. Ngoài cái điều đó ra thì bạn chỉ cần một cái sẵn rẻ tiền và nhiều thời gian. Như vậy, cái phần đắt tiền nhất đó chính là the metal detector, máy dò kim loại. Alright? Now, question number four. What did Jamie and Adam find last summer? Jamie và Adam đã tìm thấy gì vào mùa hè năm ngoái? A really old gold coin, right? Last summer, an old gold coin, một đồng xu vàng cũ. Last summer, Adam and I found a really old gold coin. Vào mùa hè năm ngoái, Adam và tôi đã tìm thấy một đồng xu vàng rất là cũ. Okay, good job everyone. So now, let's move on to the next one. Now, see, work in pairs. If you found an old gold coin, what would you do with it? Why? Nếu mà bạn thấy một cái đồng xu vàng, thì bạn sẽ làm gì với nó? Và tại sao? If I found an old gold coin, I would keep it because I love collecting coins. Alright? Nếu mà tôi tìm thấy một đồng xu vàng thì tôi sẽ giữ nó bởi vì là tôi thích sưu tầm đồng xu. Alright? And how about you? If you found an old gold coin, what would you do with it? Why? Nếu mà bạn tìm thấy một đồng xu vàng, bạn sẽ làm gì với cái đồng xu đó? Và tại sao? Share your idea with me by leave your comment below. Các bạn có thể chia sẻ ý kiến của các bạn với cô bằng cách để lại phần bình luận bên dưới. Alright, good job everyone. So now let's move on to the next part. The next part is writing. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua phần writing, phần viết. A. Read about conjunctions. Then read Jamie's blog post again and underline the conjunction of time. Trong phần này chúng ta sẽ làm gì? Trong phần này chúng ta sẽ đọc về các liên từ, sau đó chúng ta sẽ đọc bài nhật ký, bài blog của bạn Jamie là một lần nữa và gạch dưới những cái liên từ, ok, về thời gian. Ok, now let's see. Writing skill, trong phần kỹ năng viết, using conjunction to connect an event to a point in time. Sử dụng các liên từ để liên kết một sự kiện với một thời điểm. Ok, to connect an action or an event to a point in time, you should use conjunction of time. Để mà sử dụng các liên từ để liên kết một sự kiện với một thời điểm thì chúng ta làm gì? The first one, we can use now that at a conjunction of time to say that something happens as a result of something else. In informal speaking, we can leave out that. Chúng ta có thể sử dụng now that như một liên từ chỉ thời gian để nói về một cái gì đó xảy ra là kết quả của một cái gì đó khác. Ok, trong trường hợp nói chuyện thân mật, chúng ta có thể loại bỏ that. Ok, trong trường hợp nói chuyện thân mật thì chúng ta có thể loại bỏ that. Alright, now that he has a bike, he rides his bike every morning. Giờ thì anh ấy đã có xe đạp, anh ấy cưỡi xe đạp vào mỗi buổi sáng. Ok, and the second one, we use before and after to talk about the order of events in the past or future. Và thứ hai nữa là gì? Chúng ta sử dụng before và after để nói về thứ tự các sự kiện trong quá khứ hoặc là tương lai. Alright, she pick you up before she comes here. Cô ấy sẽ đón bạn trước khi đến đây. Như vậy sự kiện nào xảy ra trước? Đón trước, đến sau. Ok, or after she come here, she pick you up. Ok, sau khi cô ấy đến đây,
Sau khi cô ấy đến đây, cô ấy sẽ đón bạn. Ok, so come here sẽ là sự kiện đầu tiên và đón bạn sẽ là sự kiện thứ hai. Ok, before and after can come at the beginning or in the middle of a sentence. Before và after có thể đứng ở đầu câu hoặc là giữa câu. Alright, before she come here, she pick you up. Trước khi cô ấy đến đây, cô ấy sẽ đón bạn. Or she pick you up after she come here. Cô ấy sẽ đón bạn sau khi cô ấy đến đây. Alright, good job everyone. Giờ chúng ta sẽ đọc lại bài nhật ký của bạn Jamie và gạch chân các liên từ chỉ về thời gian. Ok, now let's see. Alright. I first tried it after I got a metal detector for my 10th birthday. Lần đầu tiên tôi thử sau khi tôi có một cái máy dò kim loại vào lần sinh nhật thứ 10. Alright. Now that I have my own one, I go metal detecting every weekend. Và giờ thì tôi đã sở hữu riêng một cái máy dò kim loại. Tôi có thể đi dò kim loại vào mỗi cuối tuần. Và giờ thì tôi đã sở hữu riêng một cái máy dò kim loại. Tôi đi dò kim loại vào mỗi cuối tuần. Alright. Last Sunday, after I spent the whole day looking, I only found an old prototype. Vào chủ nhật tuần trước, sau khi tôi dành cả ngày để tìm kiếm, tôi chỉ tìm thấy mỗi một cái nắp chai cũ. Alright, good job everyone. Now B, combine two sentences using the conjunction in brackets. Delete then when necessary. Trong phần này, chúng ta sẽ nối hai câu thành một, sử dụng liên từ trong ngoặc. Chúng ta có thể xóa then. Chúng ta có thể xóa then nếu cần thiết. Alright. Now number one, I spend half an hour doing exercise. Then I have breakfast. Tôi thường dành ra nửa tiếng để tập thể dục. Sau đó tôi sẽ ăn sáng. Như vậy hành động nào trước, sự kiện nào trước? Tập thể dục trước, ăn sáng là sự kiện thứ hai. So we can write here, before I have breakfast, I spend half an hour doing exercise. Trước khi tôi ăn sáng, tôi thường dành ra nửa tiếng để tập thể dục. Okay, now number two. My exams are over. I can go on vacation with my family. Các bài thi của tôi đã qua, tôi có thể đi du lịch với gia đình tôi. So we can write here. Now that my exams are over, I can go on vacation with my family. Alright? Giờ thì bài kiểm tra của tôi, giờ thì các bài thi đã qua, tôi có thể đi du lịch cùng với gia đình. Alright. Number three, I prefer to do my exercise. Then I have breakfast. Tôi thích tập thể dục. Sau đó tôi ăn sáng. Như vậy, sự kiện nào xảy ra trước? Tập thể dục trước, ăn sáng sau. Okay, so we can write here. Before I have breakfast, I prefer to do my exercise. Before I have breakfast, I prefer to do my exercises. Okay, trước khi ăn sáng, tôi thích tập thể dục. Okay. Number four, my mom made breakfast. Then she went to work. Mẹ tôi làm bữa sáng, sau đó đi làm. Như vậy, làm bữa sáng trước, đi làm sau. So we can write here. After my mom made breakfast, she went to work. Alright? After my mom made breakfast, she went to work. Or we can write, my mom went to work after she made breakfast. Mẹ tôi đi làm sau khi làm bữa sáng. Okay, như vậy làm bữa sáng trước, đi làm sau. Alright. Number five, I love cooking. I'm old enough to use the kitchen. Tôi thích nấu ăn. Tôi đủ lớn để sử dụng nhà bếp. So we can write here. Now that I'm old enough to use the kitchen, I love cooking. Right? Now that I'm old enough to use the kitchen, I love cooking. Giờ thì tôi đủ tuổi để mà sử dụng nhà bếp. Tôi thích nấu ăn. Alright, good job everyone. Now, let's move on to the next part. The next part is speaking. A, you're talking to a new classmate about hobbies in Paris. Ask,
Your partner and filling the table with their answers. Trong phần này chúng ta sẽ nói chuyện với một bạn mới về những sở thích. Chúng ta sẽ làm việc theo cặp, hỏi bạn của mình và điền vào bảng với câu trả lời của họ. Ok, chúng ta sẽ hỏi bạn mình và điền vào bảng với câu trả lời của họ. Alright, now my friend, đây là câu trả lời của bạn mình. Mình sẽ đặt câu hỏi và ghi lại, nốt lại câu trả lời của các bạn. Ok, what's your hobby? Sở thích của bạn là gì? Bạn mình sẽ trả lời: My hobby is playing soccer. Sở thích của mình là chơi bóng đá. Why do you like it? Tại sao bạn thích chơi bóng đá? Since I was a child, I watched football program with my father on TV. Since then, I really love soccer, and it has become my favorite hobby. Ok, từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã thích xem những chương trình bóng đá cùng với cha, cùng với bố trên truyền hình. Và kể từ đó, tôi thích môn bóng đá và nó đã trở thành sở thích. Và nó đã trở thành sở thích của tôi. Ok. Now, how much money do you spend on it? How much money do you spend? How much money do you spend on it? Bạn chi bao nhiêu tiền cho cái sở thích đó? I spend just about $20. Okay, I spend just about $30 for a pair of football boots and a ball. Tôi chi khoảng $30 cho một đôi giày và một quả bóng. Alright, how much time do you spend on it? Bạn dành bao nhiêu thời gian cho sở thích của bạn? About 30 hours a week. Khoảng 30 giờ một tuần. Alright. What's the best thing about your hobby? Và cái điều tuyệt vời nhất về sở thích của bạn đó là gì? Playing soccer helped me train my fitness and team spirit. Chơi bóng đá giúp tôi rèn luyện thể lực và tinh thần đồng đội. Alright. What kind of people would enjoy it? Những người như thế nào thì sẽ thích cái môn thể thao bóng đá? People who enjoy team sport will enjoy playing soccer. Những người mà thích chơi thể thao đồng đội thì sẽ những người mà thích chơi thể thao đồng đội thì sẽ thích chơi bóng đá. Alright. Okay, sau khi chúng ta phỏng vấn bạn của mình, ghi chú lại câu trả lời của bạn mình thì bây giờ tới lượt của mình. Be filling the table with your own answers. Bây giờ mình sẽ điền vào bảng với câu trả lời của mình. What's your hobby? Sở thích của bạn là gì? For example, ví dụ như là sở thích của mình là gì thì mình ghi vô. Alright. Playing chess, chơi cờ. Alright. Why do you like it? Tại sao bạn thích chơi cờ? Because it's very exciting. You need to think very carefully or you will lose. Nó thì rất là thú vị, bạn cần phải nghĩ cẩn thận hoặc là bạn sẽ thua. How much money do you spend on it? Bạn chi bao nhiêu tiền cho sở thích của bạn? About $5, khoảng $5. Alright, how much time do you spend on it? Bạn dành ra bao nhiêu thời gian cho sở thích của bạn? I play in my free time about 8 hours a week. Tôi thường chơi vào thời gian rảnh khoảng 8 tiếng một tuần. Alright, what's the best thing about your hobby? Cái điều tuyệt vời nhất về sở thích của bạn đó là gì? It really helps me to improve my memory skill. Nó thật sự giúp cải thiện kỹ năng nhớ. Nó thật sự giúp it really helps to improve my memory skill. Nó thật sự giúp cải thiện những cái kỹ năng trí nhớ, kỹ năng nhớ của tôi. Alright, what kind of people would enjoy it? Những người nào thì sẽ thích chơi cờ? Any age, bất cứ độ tuổi nào. Alright, good job. Alright, good job everyone. Các bạn làm tương tự nhé. Các bạn sẽ phỏng vấn một bạn trong lớp và ghi chú lại câu trả lời của bạn mình. Ok, các bạn sẽ phỏng vấn một bạn trong lớp để ghi chú câu trả lời của bạn mình vào bảng. Sau đó mình sẽ tự ghi câu trả lời của mình cho những câu hỏi.
về hobby, về sở thích. Okay, good job. Các bạn làm tương tự. Alright, now let's move on to the next part. Now let's write. Now write a blog post about your hobby. Use the feedback form to help you. Write 120 to 150 words. Trong phần này chúng ta sẽ viết một cái bài nhật ký về sở thích của bạn. Sử dụng phần feedback để giúp bạn viết khoảng 120 đến 150 từ. Trong phần feedback thì chúng ta phải làm gì? The blog post follows the model and using conjunction. Bài nhật ký của mình thì phải theo mẫu, phải sử dụng liên từ. Alright, it's interesting. Nó phải thú vị. Alright, I can understand everything. Và mình có thể hiểu mọi thứ. Underline anything you don't understand. Mình có thể gạch chân bất cứ cái gì mà bạn không hiểu. Okay, now here for your reference. Ở đây cô có một cái bài mẫu như sau. Playing chess is my favorite hobby. It is very exciting to play because you need to think very carefully or you will lose your pieces. I don't think it's an expensive hobby. A chess set only costs about $5. After you buy a set, you're ready to play. If you only play chess as a hobby, you can play in your free time. If you want to be a professional chess player, you have to practice a lot. The best thing about playing chess is how it really helps to improve your memory skills. I do better at school now that I play chess a lot. I also think playing chess is a great hobby for any age. You don't need to be young or old to play chess. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dịch sơ qua cái nội dung bài này nhé. Chơi cờ vua là sở thích của tôi. Nó thì rất là thú vị để chơi vì bạn cần phải suy nghĩ rất là kỹ lưỡng, nếu không bạn sẽ bị mất quân. Tôi không nghĩ đây là một thú vui tốn kém. Một bộ cờ vua chỉ tốn $5. Sau khi bạn mua một bộ, bạn đã sẵn sàng để chơi. Nếu bạn chỉ chơi như một sở thích, bạn có thể chơi nó vào những lúc rảnh rỗi. Nếu bạn muốn trở thành một người chơi chuyên nghiệp, bạn phải luyện tập rất là nhiều. Điều tuyệt vời nhất khi chơi cờ vua đó là cách giúp bạn cải thiện kỹ năng ghi nhớ. Ok, bây giờ tôi học tốt hơn ở trường vì tôi chơi cờ vua rất là nhiều. Tôi cũng nghĩ rằng chơi cờ vua là một sở thích tuyệt vời cho mọi lứa tuổi. Bạn không cần phải già hay trẻ để chơi cờ vua. Alright, good job everyone. So now we stop here. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài 3 của Unit 2 chủ đề Entertainment and Leisure của sách tiếng Anh lớp 10 Alan Smartway. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. See ya!